Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một kiểu tóc, đó là kiểu tóc undercut quip. Và mình sẽ cắt phết từ dưới lên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chia ngôi để cho khách dễ dàng vuốt. Ngôi chúng ta có thể ngôi ở đây là ngôi 28. Đầu tiên để phá khung thì mình sẽ đi cữ số 3 của con One Global. Khách yêu cầu cắt hơi sát và cao một tí, nên mình sẽ dùng con One Global này đi cho nó mượt. Tiếp theo mình sẽ đóng lưỡi và đi khoảng màu thứ nhất. Chúng ta sẽ đi vòng cung theo cái đường mà mình chia ngôi hoặc là theo form đầu của khách. Tiếp đến mình sẽ dùng chấn viền để làm sạch phần chân tóc. Chúng ta sẽ dùng con chấn viền cùi bắp của mình. Khi cắt những kiểu đầu undercut như thế này, chúng ta nên đi kỹ càng, vì đôi khi khách cắt kiểu này thì chứng tỏ khách cũng thích vuốt, tại vì kiểu đầu này mà để bình thường nó cũng không đẹp lắm. Tiếp đến chúng ta sẽ mở lưỡi để đi khoảng màu thứ hai. Chúng ta sẽ đi tầm 1 đến 1,5 cm.
Phần gáy thì thường thường chúng ta sẽ đi tầm 2 cm, tại vì phần gáy nó vòng cung xuống rất là sâu nên chúng ta sẽ đi lên tầm 2 cm cũng không sao. Tiếp đến chúng ta sẽ đi phá ngấn luôn, đi một vòng ngược lại phá ngấn và đóng lưỡi tầm một nửa, và chúng ta sẽ đóng lưỡi linh hoạt. Khách chất tóc của khách thì khá là dày và rất là mịn nên việc phá ngấn rất là dễ dàng. Tiếp theo để đi khung một lần nữa thì chúng ta sẽ dùng con dùng cữ 4.5mm để chúng ta làm sạch khoảng màu số 3. Chúng ta sẽ đẩy cao tầm 3 cm. Sau đó chúng ta sẽ dùng cữ số 1 3mm để đi khoảng màu số 3. Chúng ta sẽ đi hất ra và đi độ rộng của nó thì tầm 2 cm. Và để phá ngấn thì đương nhiên chúng ta sẽ dùng cữ 0.5mm và đóng 1/2 lưỡi. Chúng ta nên nhớ là phải đóng mở lưỡi linh hoạt chứ không có một công thức nào là cố định hết. Chúng ta cứ đi một vòng, còn chỗ nào có sạn chúng ta sẽ nhặt sau bằng kéo tỉa cũng được. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ dùng lược để tông lược để cắt những chỗ thừa ra quá nhiều để cho cái khung nó thẳng thành. Phần này chúng ta cũng đi chậm. Chúng ta, những ai mà còn cây lược yếu thì chúng ta nên tập luyện nhiều hơn, tại vì phần này cũng là phần quan trọng. Nếu chúng ta không dẻo tay thì chúng ta sẽ kê nó lẹm vào phần sai và nó sẽ không đẹp. Mình cảm thấy kỹ năng cây lược của mình cũng bình thường, nhưng mà cắt ở quê thế này thì cũng tạm ổn. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng chấn viền để làm nét phần chán, phần mai, và chúng ta có thể kẻ đường chia ngôi. Chúng ta có thể tạo góc chán vuông. Và bây giờ mình sẽ cải đường ngôi cho khách dễ dàng chia ngôi và vuốt. Sau khi kẻ chỗ mai tóc thì nhìn nó nét hẳn và nó ăn hiệu ứng sâu hơn. Mỗi lần khách nhìn gương thì cái khăn của khách nó lại tụt vào ghế, mình thì không thích khăn nó tụt vào ghế và tóc, sợ tóc rơi vào người khách nên mình sẽ cố kéo ra để trùm cái ghế luôn. Và công đoạn không thể thiếu đó là tỉa sai. Chúng ta sẽ tỉa cho sai bỏng bớt và có phần tự nhiên, tạo sự liên kết giữa phần sai và phần tốt.
bây giờ mình sẽ tiến hành cắt phần cốt. Cắt phần tốp của mái tóc undercut quip thì chúng ta sẽ cắt lấy điểm chuẩn từ cái đường ngôi, chúng ta phía bên tóc, phần nhiều của tóc ấy, chúng ta sẽ lấy một đường từ xoáy ra đến trán, và chúng ta sẽ lấy một đường chuẩn từ xoáy ra đến trán, cắt một độ dài mà khách mong muốn. Để có đường chuẩn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cắt theo phương ngang và đổ xuống phía bên phải. Từ đường chuẩn đấy chúng ta có thể tạo liên kết giữa phần tốp và phần gáy. Giờ mình sẽ dùng kéo tỉa để tỉa phần ngọn tóc cho nó mềm và nó tơi, vuốt dễ vào form hơn. Chúng ta có thể tỉa theo từng lọn. Các bạn có thể thấy là cái cách tỉa của mình kẹp lên và tỉa phía dưới tay. Cái cách kia tỉa như thế này thì mình đã bị kéo ăn vào tay mấy lần. Sau vài lần kéo ăn vào tay thì giờ đã rút ra được kinh nghiệm là phải bấm từ từ. Giờ mình sấy qua cho khách, vừa cho nó khô tóc và hai nữa là cho nó vào form luôn.
thì để kiểu tóc này nhiều năm rồi nên là việc tắm xong sấy thì quá quen thuộc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cạo và tính tiền thôi. Công việc ưa thích của mình là cạo xong tính tiền. Cái giai đoạn này rất là nôn nóng ấy. Các bạn thấy kiểu tóc này mình cắt như thế nào, có những lỗi gì thì các bạn hãy comment để mình biết nhé. Các bạn có thể để lại bình luận để mình trao đổi với nhau. Video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.